Bây giờ mình cân này. Còn 6 lạng. Khá phết đấy, 6 lạng này này. Rồi, con này khả năng to nhất rồi. 6 lạng này cho lại tròn số cho nó dễ đoán. Con này con thử con này. Con này chắc được 5 lạng. Đúng không? Được mẹ, phải được chắc. Con này chắc được. Con này 5 lạng rưỡi. Đấy chứ, đây là con đen là to nhất. Rồi ok, mình cân tổng. Con to nhất là 6 lạng. Tổng bỏ vào luôn. Thủ công rồi. Đấy, lươn là nhỏ nhỏ như thế này. Cũng nhỏ lắm. Lươn này là ngọt nước. Hai lần ngọt nước. Con này phải 2 lần hơn rửa ấy. Cái ký nó nặng lắm ấy. Thưa đoạn đấy. Được 2 cân lắm. Chắc không tới. Chắc tới vì con này sậu lạng nên là tới. Phải được 2 cân. Ui, 1 cân 9 này. Cái đại đoạn cân 9 luôn đúng không? Ok. Đúng cân 9 mọi người ạ. Thôi mình xin cảm ơn mọi người nhé. Ok, mình xin dừng việc cân kẹo ở đây đây. Đây bây giờ mình mới đi điểm đấy mọi người này. Đây, hôm nay mình sẽ ngoài kia có một cái bầu ngoài kia. Đấy. Mình sẽ ra câu ngoài đấy. Mình tiện câu ở kia luôn. Hy vọng hôm nay sẽ được nhiều em quay cho mọi người cùng xem. Nhưng mà nặng quá luôn mọi người ơi. 9 giờ sáng. Rồi, xin mời cả nhà đi đồng hành cùng hai anh em nhé. Lạ. Thằng tổ thế trên bể. Ôi, nó ngấm bến. Mắc lắm.
vừa đi cậu hơn một tiếng thôi. Mà xem này, tiếp đủ mồ hôi ướt hết, chịu cũng nổi này. Đặt lại cho mọi người ngồi đây rảnh quay lươn luôn chứ. Mình được hai ba con gì đấy. Mãi cỏ hết. Lươn cỏ không, được mà khô khô. Được một con to. Lươn con. Một con này khá to, đúng to. Vừa được rồi. Được ba con. Không đáng nhiều. Ai cũng mới thôi, nóng quá không có nổi được. Tôi đạt được rồi không? Bốn con. Đạt được bốn con. Con to đều không? Nhỏ nhỏ. Nặng quá. Thôi thì để tôi tắt câu thôi mọi người ạ. Đấy, được con. Ừ, con này to ấy. Được 2,5-3 lạng đấy. Ừ. Đẹp, nó đẹp. Con được con này đẹp. Ây da, không. Thôi mình xin giải lao đây một lúc. Rồi mình bắt đầu cho khô con não. Xong rồi mình bắt đầu chuyển tiếp mọi người ạ. Đây. Đây. Khô quá, nhỏ nhỏ. Đi nó. Nhìn còn to không? Khô. Ui. Ui. Ui nó đi rã. Sợ. Ui nặng quá trưởng. Làm bé bé nó nặng thế. Bọc thằng trên rồi nhưng mà xấu. Kéo phía thật. Đùa chứ nặng thật. Ui nó kéo nặng. Cứ nghỉ con bé cơ. Đấy, nghỉ ngơi xong đây. Làm được em ngon lành trên đào. Ui. Kẹo phê thật. Đang bé chứ mà. Ngon quá mọi người ơi, vẫn ướm. Điều này mới là ngon. Khỏe khoắn ngay. Hàng bẻ tí. Thật là hàng ở trên này này. Tụt đi xuống ghế đây.
khô nhưng mà dễ ăn. Đổi hả? Khô này là đổi. Mình thấy số lượng, bù chất lượng. Nóng quá cả nó lùi hết mọi người ơi. Con này đang sống này, bật hy vọng này, con to quá, ui đang sống, đỡ đỡ nóng quá nó lùi hết, cá chết rất là nhiều. Trong kia còn con này hay không? Cuộn cuộn kìa. Thì con này mình vào nhúng nước lúc nó sống mà. Để đây ạ. Đấy luôn, quay là cá thiết cá đây. Con này nó sống không? Để đánh nước cho nó không chết. Vừa vung vậy mà là kia thả vô chịu được mát chứ. Hả? Đặt vô, đặt vô. Đặt vô, đặt vô. Đặt vô, đặt vô. Quả dứa. Nước cẩn thận chạy chết. Tầm này nó muộn rồi mọi người ơi, thành ra cũng cái thủ ăn cái gì lộn dạ chết. Lan đã chết. Đây là đội nhà ngon. Có đùng hải con. Hả? Có đùng hải con nó được cái hải đó. Dựa bầu lắm. Đấy, lươn này là chín rồi mọi người nhá. Chín lắm rồi. Ngon thật rồi. Cá này là chín rồi đây. Nhưng mà ăn xong thì ăn nó nóng. Đây mình xin mời cả nhà nhé. Ăn tạm bụi vậy. Chợ mát lắm. Mình xin mời cả nhà nhá. Ngọt. Hợp lý. Hả? Hợp lý. Ngon mà.
Đừng quay, đừng quay. Ăn như kiểu ấy vậy. Này to. Thôi tay. Con này nó đơ đơ rồi. Nó mấy con nó chết rồi. Còn mấy con mỗi ba bốn con, ba bốn con cả to. Con nặng quá nó chết luôn. Thơm lắm, ăn ngon hơn lươn, lươn thì ăn nhiều quá, mẹ đấy. Lòng này là lòng này là lòng cả đồng này đây phi phá ôi ôi vừa mật rồi sống. Quả dưa mà ăn không hết mọi người ạ. Hai thằng ăn được thì ăn không hết. Rồi mình rửa chân tay rồi đi một lúc nữa. Bây giờ đâu giờ chiều cả là bắt đầu chơi nó không? Nó tắt nắng rồi. Mấy nó phụ. Hả? Mấy phụ. Nói nổi ấy nhưng mà đi thảm thính một số vùng nữa nhưng mà lại khô nước hết. Ở điểm câu nữa để thôi mình xin kép về luôn. Hôm nay đi cũng vất vả nặng lắm nhưng mà cũng được, nói chung cũng không câu có được 2 tiếng, câu được 2 tiếng đồng hồ thôi, 2 tiếng không không cũng khô vì người ta thu hoạch cá về thu hoạch ấy thành ra nó có hang xăng rồi nó động nó không cẩn đâu. Để khi nào có trận mưa hoặc là nước dấm về thì mình mới câu là được. Thảm thính mấy điểm không? Đấy nói chung là hôm nay cũng được. Đúng không? Hôm nay đấy, lướt cũng đẹp lắm. Ủa bao quá. Vàng quệ. Bây giờ mình xin mọi người đoạn tổng luôn nhé. Tổng này là bao nhiêu nhé? Chắc chắn như này nó dễ đoạn hơn này. Cảm mình sẽ lấy con số. Cảm ơn mọi người. Tập sau mình sẽ công bố kết quả của tập này nhé.